Hello, xin chào các bạn. Tôi, bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa. Giảm cân bằng giấm táo như thế nào? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 8 bí quyết giảm cân bằng giấm táo hiệu quả. Trước tiên, chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao giấm táo có thể giảm cân được? Sở dĩ giấm táo có thể giảm béo bởi vì chính cái thành phần có trong nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất và nó tăng cái khả năng đốt cháy chất béo dư thừa. Nhờ vậy mà nó giảm cân hiệu quả. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái chức năng là thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Cả trái táo và giấm táo đều cái sở hữu một cái lượng axit acetic có khả năng hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Đặc biệt là cái loại axit acetic này có tác dụng phân hủy thức ăn cũng như là nó ngăn cái hấp thụ chất béo nhiều hơn. Cái thứ hai của giấm táo đó là hạn chế cơn thèm ăn. Giấm táo thì có chứa cái loại mà một cái loại mà enzyme nó có kiểm soát lượng đường trong máu. Nó giảm cái cơn đói bụng và cái cảm giác thèm ăn. Đặc biệt là khi cái enzyme này nó kết hợp với axit sẽ làm giảm cái việc sản sinh insulin và nó giúp cái kiểm soát cân nặng tốt hơn. Cái thứ ba nữa là ngoài ra cái một số nghiên cứu của trên thế giới thì người ta thấy rằng cái việc uống giấm táo trước khi ăn có thể làm giảm cái lượng thực phẩm nạp vào trong cái bữa ăn. Và đồng thời thì người ta dùng cái cũng tức là khi mà người ta sử dụng cái giấm táo thì người ta sẽ không còn cái cảm giác mà thèm đồ ngọt nữa. Đó là một mà khi mà đó là một những nguyên nhân mà gây thừa cân béo phì. Cái thứ tư nữa là cái giấm táo nó đốt cháy cái tế bào mỡ thừa. Theo một số nghiên cứu thì cái việc đốt cháy mỡ thừa của giấm táo thì đã áp dụng cho ba cái nhóm người, thì người ta thấy rằng là sau mà 10 tuần thì cái kết quả cho thấy cái nhóm mà có uống giấm táo đã giảm được từ 1,3 tới 1,7 kg cân nặng, trong khi những cái nhóm mà không nhóm trứng thì không có giảm được được cái số kilo nào. Và cái tác dụng thứ năm của giấm táo tức là nó ngăn tích tụ mỡ trong cơ thể và trong gan. Thì nhờ cái việc giảm calo nạp vào cơ thể thì giấm táo sẽ giúp các bạn là giảm hạn chế cái việc tích tụ cái mỡ thừa dưới da cũng như là cái mỡ trong nội tạng của mình. Ngoài ra thì nó còn có khả năng là ngừa cái chứng rối loạn chuyển hóa, giúp cho cơ thể giảm cân mà không có hề thấy là mệt mỏi. Bên cạnh những cái tác dụng giảm cân nêu trên thì giấm táo khi chúng ta sử dụng thì với liều lượng thích hợp còn giúp cho ngăn ngừa bệnh huyết áp nè, bệnh tim mạch cũng như là bệnh ung thư. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà giảm cân bằng giấm táo như thế nào. Thì cái thứ nhất là chúng ta giảm cân bằng cái giấm táo mèo. Thì các bạn biết là các vùng ở phía Bắc có cái loại giấm, cái loại táo mà ta gọi là táo mèo. Thì cái giấm táo mèo thì nó có tác dụng tốt cho giảm cân bởi vì nó giúp cái giảm lipid trong máu, nó giảm hấp thu cholesterol, giúp cái vóc dáng này thon gọn hơn. Thì chúng ta cái cách sử dụng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần uống giấm táo mèo với cùng với nước lọc, một ly nước 3 muỗng giấm táo một ngày uống trước khi ăn là có thể giảm cân. Và nếu người ta một cái lưu ý là nếu mà mới bắt đầu khi chúng ta chỉ nên uống từ 5ml một ngày thôi, sau đó chúng ta tăng dần lên, và chúng ta không nên uống quá 3 muỗng giấm táo một ngày, và chúng ta không nên uống giấm táo trực tiếp vì có thể nó gây bỏng rát cái cổ họng của chúng ta. Cái cách thứ hai đó là chúng ta giảm giấm táo và mật ong. Thì bên cạnh cái việc giảm cân với chanh và mật ong thì cái sự kết hợp giấm táo và mật ong thì cũng là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo. Vì đây là một cách làm rất được ưa chuộng ở tại Nhật Bản đó các bạn. Thì mật ong thì nó có tác dụng là giảm vị chua ở trong cái giấm, nó giúp cho cái mình dễ uống hơn, và cùng với đó thì mật ong nó cũng giúp chống viêm, giúp đẹp da hơn. Và cái cách sử dụng giấm táo mật ong thì cũng đúng là đơn giản, chúng ta chỉ cần 2 muỗng giấm táo, 1 muỗng mật ong bằng một ly nước ấm, chúng ta khuấy đều lên và chúng ta uống buổi sáng trước bữa ăn và trước khi ngủ. Một cái lưu ý khi chúng ta làm cái phương pháp detox giảm cân bằng giấm táo mật ong thì chúng ta phải dùng trước bữa ăn 30 phút để không ảnh hưởng tới dạ dày. Và nếu mà có một số người dạ dị ứng với mật ong thì chúng ta không nên áp dụng cái cách này. Và cái phương pháp mà uống giấm táo mật ong thì bản thân tôi cũng đã áp dụng rồi. Tại lúc mà tôi bị tăng cân thì tôi đã sử dụng giấm táo mật ong uống trước khi ăn sáng 30 phút và uống sau trước mỗi bữa ăn trưa và ăn chiều, thì cái số cân nặng của tôi cũng được kiểm soát một cách đáng kể. Cách thứ ba giảm cân là bằng đậu đen ngâm giấm táo. Thì trong đậu đen chúng ta cũng biết rằng là cái hàm lượng protein oxy hóa thì nó rất là lớn. Nhờ vậy mà cái hỗ trợ làm đẹp da và giảm cân thì rất là hiệu quả. Thì chúng ta cũng đã từng nghe là cái gì, chúng ta dùng đậu đen đó các bạn, chúng ta nấu lên thì chúng ta có thể làm giảm cân và có thể làm đẹp da. Thì chúng ta có thể kết hợp giữa giấm táo cùng dầu đậu đen xanh lòng, nhất là đậu đen xanh lòng nha các bạn, thì giúp giảm cân, duy trì vóc dáng là cân đối hơn. Cái hướng dẫn là đậu đen thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Chúng ta rang đậu đen lên cho đến khi có mùi thơm thì chúng ta tắt bếp, chúng ta để nguội, và sau đó chúng ta cho đậu đen vào bình thủy, cho cái nước đậu đen nó ra nước. Chúng ta ủ trong 4-5 ngày, rồi mỗi một buổi sáng chúng ta uống 3 cái muỗng đậu đen ngâm với lại giấm táo. Thì chúng ta
có thể giảm cân được. Mà cái lưu ý là khi dùng đậu đen ngâm với giấm giảm cân thì chúng ta có thể thay thế giấm táo bằng giấm gạo cũng được, hoặc là chúng ta chú ý là phải nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút và nên bảo quản ở cái nơi thoáng mát để mà đậu đen ngâm giấm nó duy trì được cái hàm lượng lâu hơn. Cái thứ tư là chúng ta giảm cân bằng giấm táo với gừng. Thì cái đây là một công thức giảm cân đơn giản mà mang lại hiệu quả rất là cao. Cái hỗn hợp mà giấm táo với gừng thì nó giúp sao điều hòa thân nhiệt và cũng như đốt cháy mỡ thừa. Thì cách làm thì chúng ta sử dụng giấm táo và gừng, chúng ta thái mỏng gừng ra thành từng lát, cho gừng với giấm vào trong khoảng, chúng ta ngâm trong 4-5 đến 6 ngày, và chúng ta cứ mỗi lần thì chúng ta ăn 4 lát gừng ngâm giấm ăn trước bữa sáng khoảng 30 phút thì chúng ta sử dụng rất là đơn giản các bạn, mà ăn cái gừng mà ngâm với giấm táo cũng rất là ngon đó các bạn. Thứ năm đó là kết hợp giấm táo với các loại hoa quả để giảm cân. Thì với những ai không thích cái mùi vị của giấm táo thì chúng ta cái việc kết hợp với các loại hoa quả thì là chính là cái lựa chọn hợp lý. Không những thế thì việc uống giấm táo giảm béo với cách này còn giúp cho chúng ta cung cấp một cái lượng lớn vitamin, khoáng chất hỗ trợ thanh lọc và làm đẹp cái da của chúng mình. Tuy vậy các bạn cần lưu ý là chúng ta không được thêm đường vào cái hỗn hợp sinh tố trái cây này nhé. Và cái những cái loại uống kết hợp với giấm có thể giảm cân nhanh chóng, các bạn có tham khảo như là có thể như là cam nè, bưởi nè, dưa leo nè, táo xanh nè, ổi. Tuyệt đối thì chúng ta không nên kết hợp giống táo với chanh, vì trong chanh thì có, các bạn biết rồi, chanh thì có rất là nhiều axit acetic, nên là cái việc kết hợp giữa hai cái vị có chua với nhau thì nó sẽ làm hại cho cái dạ dày của chúng ta. Cái thứ sáu đó là trà giấm táo mật ong mà giảm cân nhanh chóng. Thì chúng ta sử dụng trà xanh, giấm táo và mật ong, thì đây là những cái nguyên liệu mà có tác dụng rất là tốt. Việc kết hợp ba cái nguyên liệu này sẽ giúp cho cơ thể đẩy nhanh cái việc mà đốt cháy mỡ thừa, thanh lọc cơ thể. Ngoài ra thì giấm táo với mật ong với trà đó thì nó còn giúp cho cơ thể tăng cái sự sức đề kháng tự nhiên, và cái sức nó cũng là một chất sát khuẩn cũng rất là tốt đó các bạn. Thì cách pha trà giấm táo mật ong thì chúng ta dùng 2 muỗng giấm táo, một gói trà xanh cái dạng túi lọc và 2 muỗng mật ong, cho mật ong, giấm và cốc trà sau chúng ta khuấy đều lên và chúng ta sử dụng sau bữa ăn khoảng 30 phút. Thì chúng ta duy trì đều đặn cách làm trên thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả giảm cân mong muốn nhanh nhất. Cái thứ bảy đó là cách làm salad giấm táo hiệu quả giảm cân tại nhà. Thì cái này đơn giản thôi, chúng ta trộn giấm táo và salad chính là cái bí quyết hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả phải không các bạn. Đặc biệt đây còn là một cái cách là làm đơn giản để trong cái mỗi bữa ăn của chúng ta hàng ngày nó được gì ạ? Phong phú chất rau nhiều hơn. Thì cái nguyên liệu chúng ta chỉ cần là salad, cà chua, gấp cải hoặc là cái những cái loại rau nào mà chúng ta thích, chúng ta rửa sạch và chúng ta trộn giấm táo rồi dầu giấm chúng ta trộn vào salad và chúng ta có thể sử dụng được rồi. Một cái lưu ý là chúng ta không nên dùng quá nhiều giấm táo, mà mỗi ngày chúng ta chỉ dùng từ 2 tới 3 muỗng là đủ rồi. Cái thứ 8 đó là giảm cân bằng giấm táo và baking soda. Thì baking soda vốn là nổi tiếng với công dụng làm đẹp da. Tuy nhiên thì nó nguyên liệu này nó còn có cái tác dụng tuyệt vời khác, chính là hỗ trợ giảm cân cấp tốc. Việc kết hợp baking soda với giấm táo là một cái chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp hiệu quả giảm cân lên tới 85%. Chúng ta chỉ cần sử dụng một ly nước lọc, 2 muỗng giấm táo và nửa muỗng baking soda. Chúng ta cho các nguyên liệu trên vào một ly thủy tinh và chúng ta khuấy đều và chúng ta uống trước khi ăn sáng. Thì lưu ý là chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều baking soda vì nó có thể gây ảnh hưởng tới dạ dày. Một số lưu ý khi giảm cân bằng giấm táo để đảm bảo an toàn. Thì mặc dù uống giấm táo là có thể giúp hỗ trợ giảm cân, tuy nhiên thực tế không phải uống giấm táo là sẽ có kết quả ngay. Và dưới đây là một cái số lưu ý khi chúng ta áp dụng giảm cân như giấm táo mà các bạn phải nhớ rõ. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải lựa chọn thời điểm uống giấm táo. Theo các chuyên gia thì cái thời điểm thích hợp để chúng ta sử dụng giấm táo là trước khi ăn sáng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể uống khoảng 30 phút sau bữa trưa hoặc sau bữa tối để mà thúc đẩy cái tiêu hóa nhanh hơn, hoặc là đối với những cái bạn mà có cái dạ dày yếu. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo rằng là không nên uống giấm táo khi cơ thể chúng ta quá đói, thì điều này khiến cho dạ dày chúng ta sẽ bị tổn thương bởi cái thành phần axit nó có trong giấm. Cái lưu ý thứ hai đó là uống bao nhiêu là phù hợp. Thì đây chính là một cái điều quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả giảm cân của giấm táo. Thì thực tế thì việc uống giấm cáo là thích hợp sẽ phụ thuộc vào thể trạng cũng như là chế độ dinh dưỡng tập luyện của từng người, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Tuy vậy thì các bạn cần lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng dưới 30ml giấm táo mỗi ngày, thì nó chia đều trong các bữa ăn. Tuyệt đối là chúng ta không nên uống nhiều một lúc vì sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Cái lưu ý thứ ba đó là những ai không nên uống giấm táo. Thì mặc dù giấm táo giảm cân là một cách làm rất là an toàn, tuy nhiên là do thành phần có nhiều axit acetic nên là nếu lạm dụng sẽ gây hại cho sức khỏe. Những cái đối tượng dưới đây thì không được sử dụng giấm táo, thí dụ như là đang sử dụng các loại thuốc có tính kiềm
cái thứ hai là bị sỏi mật, cái thứ ba là các bệnh lý liên quan tới dạ dày. Ngoài ra thì các bạn cũng cần lưu ý là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại giấm táo có nguồn gốc khác nhau, ví dụ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Do vậy là khi các bạn mua các loại giấm táo thì các bạn cũng để ý rõ cái nguồn gốc rõ ràng để tránh tránh mua phải cái hàng giảm hàng giả. Một số lưu ý là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có nên giảm cân bằng giấm táo hay không. Giấm táo có thể hỗ trợ giảm cân, tuy nhiên nếu thực hiện sai cách thì vẫn có thể mang lại những rủi ro không mong muốn. Cái thứ nhất đó là chúng ta lạm dụng giấm táo có thể gây hại cho sức khỏe. Thì theo nhiều nghiên cứu thì việc sử dụng quá nhiều giấm táo thì có gây hậu quả như là gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, giảm nồng độ kali, gây loãng xương, làm tổn thương men răng, hay là tạo cảm giác bỏng rát tại cái niêm mạc cuống họng và gây viêm loét dạ dày. Cái lưu ý nữa là chỉ giảm cân nếu áp dụng đúng cách. Giống như các cách giảm béo bụng bằng phương pháp tự nhiên khác thì giấm táo cũng có cần thời gian để phát huy hiệu quả. Việc nôn nóng để có kết quả sớm, uống quá nhiều giấm táo thì sẽ gây ra cái tình trạng phản ứng ngược, vừa không có hiệu quả giảm cân vừa lại gây hại cho sức khỏe. Để việc giảm cân với giấm táo có kết quả như mong muốn thì đòi hỏi các bạn phải kết hợp với các chế độ ăn uống và tập luyện đúng cách, đặc biệt là cần kiên trì thực hiện cảm nhận rõ cái hiệu quả của nó. Một cái lưu ý nữa là không có tác dụng với mức cân nặng. Nếu mà các bạn có cái mức cân nặng quá lớn hoặc là mỡ thừa lâu năm thì việc sử dụng giấm táo chỉ có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy tiêu hóa thôi, hạn chế gây thèm ăn thôi, cũng như là cái lượng béo, hạn chế cái lượng chất béo làm cơ thể thôi, thì nó chỉ giảm cân một tình trạng rất là. Các bạn thấy cái video này hữu ích cho các bạn hoặc một ai đó, xin các bạn hãy like, share và đăng ký kênh YouTube của tôi, kênh YouTube Bác sĩ Đào Kim Ngân. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.